chiêm hóa vùng đất cổ, nơi có làn điệu then cọi say đắm lòng người, nơi sinh sống của 18 dân tộc anh em với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Đây cũng là mảnh đất có nhiều tiềm năng phát triển du lịch lịch sử, du lịch tâm linh và du lịch sinh thái, được thiên nhiên ưu ái có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như suối, thác, hang động, núi rừng xanh mát trong lành. Hiện nay, Chiêm Hóa đã có hai sản phẩm du lịch đặc trưng là lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hóa và du lịch sinh thái Thác Bản Ba gắn với du lịch cộng đồng. Trên bản đồ du lịch Tuyên Quang, Chiêm Hóa dần trở thành điểm đến được yêu thích. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cảnh đẹp thiên nhiên đất trời, lưu trú tại các homestay và thưởng thức những món ngon đặc sản của người dân địa phương. Điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá du lịch Chiêm Hóa mời quý vị cùng đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình. Với vị trí chiến lược quan trọng, cách đây vừa tròn 72 năm, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được chọn là nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng. Đây là đại hội lần đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức ở ngoài thủ đô Hà Nội. Ngày nay, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn là địa điểm du lịch thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Điểm nhấn trong bức tranh du lịch Chiêm Hóa phải kể đến khu du lịch sinh thái Thác Bản Ba thuộc địa phận xã Trung Hà. Thác có vẻ đẹp độc đáo bởi chuỗi thác liên hoàn với 3 tầng thác lớn cùng đổ nước thẳng đứng ở độ cao 1.000m và nhiều dòng thác nhỏ mềm mại như dải lụa trắng tỏa rộng ra xung quanh. Bản Ba nằm bên trên núi Phiêng Khàng, du khách đến đây có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy với những bạn đam mê đi phượt. Được ví như cô gái đẹp giữa đại ngàn, Bản Ba sở hữu một vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng. Được chiêm ngưỡng và chinh phục con thác này là điều không thể bỏ lỡ khi đến với Tuyên Quang. Thác Bản Ba có chiều dài khoảng 3 km, được tạo bởi 3 tầng thác chính. Chuyển tiếp giữa các tầng thác là những tầng thác nhỏ có độ cao từ 5 đến 7 mét. Bao quanh thác là hệ sinh thái phong phú. Tầng thác đầu tiên mang tên thường gọi là Tát Gùm, tầng thứ hai gọi là Tát Cao và tầng thứ ba gọi là Tát Gió. Leo thác thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời với những ai đam mê du lịch khám phá. Ngăn cách giữa những tầng thác chính là những bể nước nhỏ có khoảng không để du khách có thể dựng lều trại, nghỉ ngơi trên đường leo thác và tận hưởng làn nước mát lạnh, mơn man làn da, xoa tan oi bức. Những phiến đá to giữa dòng thác là một địa điểm vô cùng lý tưởng cho các bạn trẻ tha hồ check-in. Tát Gió là tầng thác cao nhất. Giữa rừng đại ngàn, dòng thác trắng trải dài, tuôn đổ lấp lánh dưới ánh nắng, chảy dọc theo những phiến đá vôi xuống vực sâu có tên gọi là vực linh. Tại đây có thể thỏa thích tắm, tận hưởng làn nước mát. Trên chặng đường chinh phục tầng thác cao nhất, đừng quên mang theo những bộ trang phục thật rực rỡ để có những bức ảnh check-in độc đáo nhất. Sau hành trình chinh phục thác, du khách có thể chọn cho mình một nơi lưu trú dưới chân thác để có những phút giây nghỉ ngơi hòa mình vào thiên nhiên. Du khách có thể đến với các homestay của dân bản địa tại làng văn hóa du lịch Bản Ba, nghe hát then, đàn tính, xem múa màng, múa chuông, trải nghiệm những sản phẩm thêu tay của đồng bào dân tộc, thưởng thức những món ăn dân dã đượm vị của núi rừng, hoặc trải nghiệm cắm trại, ven rừng, bên suối, hoặc cũng có thể nghỉ ngơi và sử dụng dịch vụ hiện đại sang trọng, thưởng thức tách cà phê, hòa mình trong không gian nhạc cụ dân tộc du dương. Đến Trung Hà, ngoài khám phá thác Bản Ba, du khách còn có thể trải nghiệm thác Khuôn Nhòa. Đây cũng là thác nước đẹp, được hợp thành từ 11 dòng suối từ đỉnh núi Tin Phục đổ về. Thác Khuôn Nhòa nằm ở độ cao 500 mét so với mực nước biển. Kết cấu nhiều tầng đẹp và hùng vĩ. Dù không nổi tiếng bằng thác Bản Ba, nhưng đây cũng là điểm đến đẹp không thể bỏ qua. Không những có ý nghĩa về du lịch, thác nước này còn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân bản địa. Quanh thác là những đồi cam xanh mát, mang lại những trải nghiệm thật thư thái cho du khách. Đặc biệt, với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc,
năm 2022, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức phục dựng lễ hội giã cốm. Lễ giã cốm không chỉ có ý nghĩa đối với nhà nông mà nó còn mang ý nghĩa tâm linh. Sau khi kết thúc mùa thu hoạch, người nông dân dâng hạt cốm thơm lên tổ tiên, cầu mong trời đất luôn mưa thuận gió hòa và gặp nhiều may mắn trong lao động sản xuất. Linh hồn và nét đặc sắc của lễ hội giã cốm thể hiện sinh động nhất ở phần giã cốm. Âm thanh náo nức gọi mời của lễ hội cất lên nhờ sự kết hợp hài hòa theo niên luật giữa tằm khẩu mẩu và cánh lỏng. Lễ hội được khôi phục góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, cũng là dịp để truyền dạy cho thế hệ trẻ những nét độc đáo của văn hóa dân tộc, từ đó góp phần phát triển việc làm cốm trở thành một nghề, một sản phẩm du lịch, đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định đời sống cho người nông dân, góp phần xây dựng làng văn hóa bản Ba xã Trung Hà trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách trong một tương lai không xa. Trong hành trình khám phá du lịch Chiêm Hóa, du khách cũng có thể trải nghiệm cảm giác vượt dốc leo đồi để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thác lụa thuộc xã Hòa Phú. Nằm trong khu rừng đặc dụng, thác lụa được tạo bởi 3 tầng thác chính và các tầng thác nhỏ mềm mại như dải lụa trắng giữa rừng nguyên sinh. Đến đây, du khách được trải nghiệm leo thác, khám phá rừng nguyên sinh với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đây sẽ là trải nghiệm thú vị cho những ai yêu khám phá thiên nhiên trong những ngày hè. Để có những phút giây tĩnh lặng, thư thái trong tâm hồn, bạn cũng có thể tìm thấy sự yên bình khi đến dâng hương vãn cảnh tại chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, thuộc xã Yên Nguyên. Đây là ngôi chùa cổ nhất Tuyên Quang, được dựng vào năm 1107 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Chùa thờ phụng Đức Phật Tổ, Tổ Tiên và Lý Nhân Tông. Tại đây còn lưu giữ một hiện vật quý thời Lý, đó là tấm bia đá được tạc bằng đá xanh nguyên khối. Tấm bia được công nhận là một trong 16 bảo vật quốc gia năm 2013. Đến đây vào ngày rằm tháng 4 hàng năm, du khách cũng sẽ được hòa mình trong không khí của lễ Phật đản và lễ hội chùa Bảo Ninh Sùng Phúc. Với sự thiêng liêng, phong cảnh hữu tình, đền Bách Thần tại thị trấn Vĩnh Lộc cũng là điểm đến lý tưởng của du khách trong những tour du lịch tâm linh. Ngôi đền được xây dựng trên sườn núi Bách Thần như một nét chấm phá giữa đại ngàn. Tọa lạc ở lưng chừng núi với khí hậu trong lành, du khách đứng tại đền có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Vĩnh Lộc với dòng gâm xanh trong. Đền Bách Thần còn gắn liền với lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng Giêng âm lịch của nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa. Dừng chân ngắm cảnh giữa thanh thang đất trời sẽ đem đến cho du khách những phút giây tĩnh lặng, thư thái. Chiêm Hóa là huyện có cộng đồng cư dân đa bản sắc, mỗi dân tộc lại có nét văn hóa đặc sắc riêng, thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, văn nghệ dân gian và các lễ hội. Vào ngày đầu xuân, khi đến với Chiêm Hóa, du khách sẽ được tham dự các lễ hội truyền thống. Trong đó có lễ hội Lồng Tông được tổ chức tại sân vận động trung tâm huyện với rất nhiều hoạt động thú vị, mang đậm bản sắc, văn hóa của người Tày. Sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19, lễ hội Lồng Tông mùng 8 tháng Giêng năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng, ngoài nghi lễ tế tại đền Bách Thần, tổ chức rước mâm tồng từ đền Bách Thần về sân vận động trung tâm huyện, lễ xuống đồng và màn đồng diễn của 300 em học sinh trong ngày 8, thì lễ hội còn có các hoạt động gồm khai mạc hội chợ xuân, chương trình nghệ thuật đặc sắc công bố logo du lịch của huyện, trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, trưng bày quả còn khổng lồ, thi khâu quả còn nhanh, đẹp, chương trình giao lưu vũ điệu mùa xuân năm 2023, chương trình giao lưu hát cho nhau nghe, hội thi làm bánh dày ngũ sắc, tổ chức các trò chơi dân gian, giải đua xe đạp địa hình và giao hữu bóng đá nữ. Cùng với đó, tại các địa phương cũng sẽ diễn ra các hoạt động lễ hội Lồng Tông dân tộc Tày và nhảy lửa dân tộc Dao Đỏ tại thôn Bản Ba xã Trung Hà, lễ hội Lồng Tông xã Yên Lập, lễ hội Đền Thượng xã Vinh Quang, lễ hội Bản Ho xã Phú Bình và lễ hội xã Kim Bình. Mỗi nơi đã đi qua, mỗi con người gặp gỡ, mỗi phong tục tập quán sẽ để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên. Đến Chiêm Hóa vào những ngày đầu xuân, bạn cũng đừng bỏ qua việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng hoa mận thuộc thôn Na Hét, xã Yên Lập.
Tại đây, bạn sẽ được đắm mình trong khung cảnh thơ mộng để cảm nhận một bức tranh thơ tự nhiên say đắm lòng người. Hãy cùng người thân và bạn bè lưu lại những tấm hình đẹp nhất mang hơi thở của núi rừng, của mùa xuân vùng cao bạn nhé. Đến xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, du khách sẽ được hòa mình với hội đua mảng và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương. Đây là hoạt động thiết thực được địa phương tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của xã Yên Lập, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Chiêm Hóa. Khám phá những bản làng trù phú, du khách sẽ được tìm hiểu thêm về nghề đan lát truyền thống của người Tày, được trải nghiệm cuộc sống ở nhà sàn, nghe tiếng tính điệu then, cùng thưởng thức những đặc sản đậm đà hương vị núi rừng, thấm đậm nét văn hóa đặc trưng của ẩm thực dân tộc. Đó là gà đồi, cá nướng, măng rừng, xôi ngũ sắc. Trong tiết trời se lạnh, bạn cũng có thể nhâm nhi ly rượu nếp cất hai lần ông chấp hay vị thơm nồng của rượu chuối Kim Bình cùng với món thịt trâu khô Chiêm Hóa. Du khách cũng có thể thưởng thức tách trà thơm nồng đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa hay thưởng thức vị đậm đà của chè Thông Lòa, vị dịu ngọt của chè Nhân Sơn, chè Phà Thẹn, xã Linh Phú trong buổi trà chiều cùng những người thân yêu. Ẩm thực truyền thống không chỉ đơn giản là đồ ăn thức uống hàng ngày mà còn là nét văn hóa đặc sắc cần được giữ gìn của mỗi dân tộc, và hiện nay nó trở thành sản phẩm hàng hóa đem lại thu nhập cho bà con và tạo nên thương hiệu của mỗi địa phương. Đặc biệt đến với Tân An, du khách có thể trải nghiệm cảm giác tự tay hái những búp chè xanh cùng các chị, các mẹ trong bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở đồi chè Thôm Lòa, hay tham quan cùng thưởng thức vị ngọt của quả thanh long ruột đỏ. Đây cũng là những địa điểm lý tưởng để check-in có những bức ảnh đẹp trong hành trình khám phá du lịch Chiêm Hóa. Là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, Chiêm Hóa đang thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ thành nơi thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Các nhà hàng, khách sạn sang trọng được đầu tư nâng cấp, các điểm dừng chân được xã hội hóa đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị nhất. Bên cạnh đó, nhiều dự án quy mô cũng được đầu tư thể hiện sự quan tâm tạo điều kiện của huyện Chiêm Hóa trong việc biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mảnh đất Chiêm Hóa không chỉ đẹp ở cảnh sắc thiên nhiên, sự đa dạng về văn hóa truyền thống mà còn chứa đựng trong mình sự bình dị hồn hậu, thân thiện của con người nơi đây. Mời quý vị hãy cùng đến với Chiêm Hóa để trải nghiệm và khám phá.